Hôm nay là lần đầu tiên chị đến tham dự cái giải thi đấu của bên Cờ Vua Sài Gòn tổ chức, và chị cảm thấy là cái không gian ở đây là rất là phù hợp, cũng tiện di chuyển mà không gian rộng rãi phù hợp. Và thứ nhất, thứ hai nữa là về cái công tác tổ chức thì bên ban tổ chức cũng chuẩn bị rất là chu đáo về những cái ngoài cái thi đấu trong phòng ra, giờ giải lao thì các con cũng sẽ có những cái như là tô màu hay là nàng đất sét, và lòng giúp cho ba mẹ cũng quay về với tuổi thơ. Cũng cái dịp này nó cũng nhân cái dịp là trung thu nữa, nên tụi em tổ chức như thế này rất là phù hợp. Và chị thấy ban tổ chức tổ chức như thế này đối với chị thì là đã đạt được 10 điểm rồi. Dạ, tụi em cảm ơn chị ạ. Minh Thị, hôm nay công tác tổ chức của Cờ Vua Sài Gòn là rất là tốt. Và còn một cái là mình rất là xúc động á, là lúc mà có màn hình có chiếu thì thông tin về bà cơn bão Lagi thì cũng truyền cảm hứng được cho em bé con của mình. Thì bé cũng có bảo là nếu như mà con có được giải hôm nay á thì con sẽ trích một phần để ủng hộ các bạn lộ lục, là mình rất là vui. Đó, giống như là Cờ Vua Sài Gòn cũng đang lan tỏa cái tinh thần khi mà bà nghe lên những bài hát về Việt Nam á, thì cả hai mẹ con rất là xúc động. Thì rồi công tác tổ chức mình thấy là mặc dù là thí sinh năm nay là gần 150 bạn, nhưng mà tổ chức nó rất là tốt, mà là cũng có thời gian cũng không phải đi lấy nhiều. Công tác tổ chức của Cờ Vua Sài Gòn ngày hôm nay rất là tốt, chuẩn bị chu đáo và các em. Cái này chị thấy rất là sân chơi này rất là bổ ích cho bé, rèn luyện cái kỹ năng cho bé và cái sự cọ sát cho bé rất là nhiều. Bé thắng thua thì không có quan trọng, mà quan trọng là bé rút ra được cái nhiều cái kinh nghiệm của bản thân, rồi cũng như là hòa đồng vui chơi cùng với các bạn cùng lứa tuổi. Tại vì là mình cùng chó bé tiếp xúc và cọ sát nhiều giải, nhiều cái giải của Cờ Vua Sài Gòn thì bé cũng hay tham gia. Thì mình thấy sau một lần mỗi đợt thi đấu á thì bạn có rất là, lúc trước ban đầu bạn có thua thì bạn hay nản, bạn hay buồn, nhưng mà sau một vòng đấu thì bạn sẽ bản lĩnh hơn, thì bạn sẽ cũng thấy là mình thua, mình chưa được thành công thì bạn sẽ về cũng bạn sẽ tập luyện nhiều hơn. Rồi bây giờ mình thấy bạn có cái bản lĩnh hơn thì cái điều đó mình rất là vui. Tuy nhiên tất cả các bạn nhỏ thì các bạn nào cũng muốn chiến thắng hết, nhưng mà thì mình cũng muốn cho bạn chơi Cờ Vua Sài Gòn á, để thứ nhất là bạn tạo được cái đồ ly sau này khi mà mình ra ở ngoài xã hội á thì khó khăn gì mình cũng phải là từ mình sẽ vượt qua, và quan trọng là mình phải tự nỗ lực chăm chỉ nhân tập. Thì mình thấy từ mẹ chơi Cờ Vua Sài Gòn từ lúc 5 tuổi đến bây giờ là 7 tuổi, thì bạn là tiến bộ và trưởng thành từng ngày thì mình thấy rất là vui. Đó, mang nhiều chứ, mang lại cho các cháu với các nhiều kỹ năng để tập trung cao trong công việc học hành, để rèn luyện được kỹ năng tập trung cao độ trong lúc để thi đấu ở đây nè.